Cây mộc hương được ưa chuộng không chỉ bởi vẻ đẹp và hương thơm quyến rũ, mà nó còn mang lại rất là nhiều các công dụng khác nhau. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đối với những người đam mê cây cảnh thì cây mộc hương luôn có vị trí nhất định. Thì hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu đến các bạn những cây mộc hương với đủ các kích cỡ khác nhau đang có sẵn tại nhà vườn mình. Cây mình đang đứng cạnh thì có chiều cao khoảng 3,5m cho đến 4m, tán rộng khoảng gần 2m, cành tán rất là tròn đều đẹp. Cây mộc hương thì được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như là cây quế hoa, cây hoa mộc. Đây là loại thực vật vốn có nguồn gốc từ châu Á và được trồng khá phổ biến tại Việt Nam. Đặc điểm của cây hoa mộc hương là loại cây thân gỗ, sống lâu năm và có thể cao từ 3 cho đến 12m. Các cành nhánh mọc ra nhiều và tỏa ra xung quanh. Cây này thì có đường kính gốc khoảng 20 phân. Đối với các cây mộc hương cổ thụ thì đường kính gốc có thể lên đến 50 phân. Vỏ cây sẽ có màu nâu nhạt. Trên thị trường hiện nay thì chủ yếu có hai loại cây mộc hương ta và cây mộc hương tàu. Giá trị giữa hai loại cây này thì có sự chênh lệch khá là lớn. Những cây mộc hương bên mình thì chuẩn cây mộc hương ta hoa vàng. Theo tìm hiểu thì lá của cây mộc hương ta sẽ dày hơn, viền xung quanh lá sẽ có răng cưa. Ngoài ra thì lá sẽ nổi vân đậm và rõ nét hơn, có màu xanh thẫm hơn. Trong khi đó thì lá của cây mộc hương tàu thường mỏng hơn và viền xung quanh lá sẽ không có răng cưa. Theo đánh giá của các chuyên gia làm vườn thì cây mộc hương ta sẽ có ngoại hình đẹp và chất lượng tốt hơn, từ đó dẫn tới giá trị thẩm mỹ cao hơn và được ưa chuộng nhờ mùi hương rất là thơm và nhiều các giá trị khác. Cây này thì cũng có chiều cao khoảng 3m, đường kính gốc khoảng 17-18 phân, các cành tán rất là tròn đều. Cây mộc hương trồng chậu thường được nhiều người đặt mua để trồng trong các ban công hay sân thượng để trang trí cho đẹp mắt, cũng như là phối hợp hài hòa với cách bố trí nội thất trong gia đình. Những cây này thì được trồng trong bầu, bầu rễ phát triển rất là khỏe mạnh ổn định. Cây mộc hương được nhiều người lựa chọn trồng để làm cây cảnh bonsai. Cây rất là dễ tạo hình và có tuổi thọ cao. Chính vì vậy nó rất là được ưa chuộng để trồng tại các căn biệt thự hay là các khu sân vườn, các công viên rất là đẹp. Nó giúp mang lại cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt và nguồn không khí trong lành cùng với hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh. Cây mộc hương được ưa chuộng còn bởi nó ẩn chứa rất là nhiều ý nghĩa. Cây có tuổi thọ rất là cao, điều này tượng trưng cho sự trường tồn, bền bỉ với thời gian. Ngoài ra thì cây có vẻ đẹp rất mộc mạc, thế nhưng ẩn sâu nó hương thơm vô cùng quyến rũ. Bên mình có số lượng rất là nhiều, mỗi cây có một hình dáng vẻ đẹp khác nhau. Các cây thì đang có chiều cao dao động từ khoảng 3 cho đến 4m. Ngoài làm cây cảnh thì cây mộc hương còn có tác dụng để làm trà. Từ xa xưa thì người dân đã có thói quen ướp lá và hoa mộc hương trong các ấm trà. Không chỉ có mùi thơm dễ uống mà trà mộc hương còn có tác dụng điều hòa huyết áp, giảm mỡ máu tương tự như với lá trà xanh. Hoa của cây còn được dùng làm thuốc trị ho, giải cảm hiệu quả. Còn rễ cây được dùng để chữa các bệnh về xương khớp, đau lưng do thận yếu. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn giới thiệu thêm đến các bạn cây mộc hương hàng cây choai bên mình. Cây này thì có chiều cao khoảng 1m2, tán rộng khoảng từ 60 phân cho đến 70 phân. Cây đang ra hoa rất là sai. Cây này thì có thoát thân khoảng 40 phân các bạn nhé. Đường kính gốc khoảng hơn 1 phân. Cây bầu rễ phát triển rất là khỏe mạnh ổn định rồi. Thời điểm mà cây ra hoa sẽ khoảng từ tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau. Hoa của cây sẽ có màu vàng chanh, mọc thành từng chùm ở thân và các nhánh lá và các kẽ lá gần ngọn. Từ xưa đã có câu nói sắc trà hương mộc được sử dụng để miêu tả vẻ đẹp và mùi hương làm say đắm lòng người của loại cây này. Hoa mộc hương còn là một loại dược liệu làm đẹp rất là hiệu quả. Sử dụng hoa làm nước tắm này hay là gội đầu giúp cho làn da và mái tóc trở nên mịn màng và khỏe mạnh hơn. Những cây với kích cỡ như thế này thì rất thích hợp để trồng trang trí trong phòng khách, làm tăng vẻ đẹp của không gian trong gia đình. Ngoài ra thì nó còn mang ý nghĩa phong thủy rất là tốt, nó đem đến may mắn, phú quý và tài lộc cho gia chủ. Những cây này thì có chiều cao khoảng 1,5m, tán rộng thì khoảng 80 phân. Cây đang ra hoa rất là sai. Mùa thu là thời điểm mà hoa nở đẹp nhất. Cây mộc hương thì rất là dễ trồng và không kén đất. Tuy nhiên thì để cây sinh trưởng tốt thì nên chọn loại đất thịt dày, có độ tơi xốp và khả năng thoát nước tốt để tránh ngập úng nhé, ảnh hưởng đến rễ cây. Cây này thì có đường kính gốc khoảng 3 phân. Bầu rễ phát triển rất là khỏe mạnh ổn định. Giống cây này thì thuộc loại cây ưa ẩm nên là thường xuyên tưới nước cho cây. Một ngày nên tưới khoảng 2 lần vào buổi sáng sớm và chiều tối. Tùy theo tình trạng phát triển của cây để bón phân cho phù hợp. Lưu ý thì nên bón các loại phân có chứa NPK để cây hấp thụ các chất dinh dưỡng.
Ngoài ra thì trong quá trình trồng cây nên cắt tỉa bớt các cành dăm, cành khô để cây tập trung sinh trưởng phát triển tốt cho hoa sai. Bên mình có đủ các kích cỡ cho các bạn lựa chọn, giá thành bên mình đảm bảo là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Các bạn có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ đến nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây ăn quả ngoại nhập, phù hợp với khí hậu Việt Nam, dễ trồng và dễ chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua số điện thoại Zalo 0968 750 386 và 092 391 6866.